Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em thăm cụ già 82 tuổi. Cười khóc trang nè, coi đẹp gái không nè. Mày đẹp gì với cháu Quỳnh? Ủa bữa nay sao bán đắt hàng mà còn có nhiêu ra vậy? Còn có nhiêu đó. Đâu có bóp bầu thôi chứ cái này đâu có bán được. Cái này còn biết nè. Là sáng giờ bán hết hay là hôm nay không lấy hàng còn có nhiêu đây? Đó, lấy hàng hết á. Bán được cái mấy trăm mà. Ngon lành hen, bán được mấy trăm. Giờ hôm nay bán đông khách nè. Đâu có nhờ à, ai nở với lại mua. Vậy hả? Có đâu có ai đâu, hỏi nở kia ngồi hoài vậy. Mới có hai nhỏ mua đó mới được, bán 300 mấy. Ủa sao cái dù của bà te tua vậy? Mày chắc khá rồi. Mai mốt mình đi lại đằng giữa ra chai coi đổi cho ra dù này. Mày lấy dù nguyên, thật có không? Có mấy trăm ngàn à? À chắc là 490 rồi nha con ơi. 490 chứ nhiều, chưa được 500 ngàn nữa. Không mà mắc lắm, tiền đâu có. Giờ bán mỗi bữa là kiếm tiền bán là không ra nè. Đừng có nói. Sao 2-3 bữa nay trời lạnh, quá trời lạnh luôn. Lạnh mà mưa nữa. Trời lạnh có ông nào ngủ sướng mà. Dạ, rồi. Nó biểu có ông nào mà ôm á. Vậy con giới thiệu ông một, giới thiệu bà một ông được không? Ô, nghĩ. Ông mẹ trong quýnh bể mặt ổng luôn. Chơi với tao mưa cái vụ đó đâu. Giờ không thích nữa hả? Không có thích ai hết á. Tao nhà hồi nhỏ cũng vậy, không thích. Giờ chán đàn ông rồi hả? Chứ sao già rồi ai lấy ai nữa, mệt quá đi. Ông mẹ là giờ có ra nghĩa lì á. Ham lắm. Cái chơi cái giờ Tết nhất rồi còn có hạt 20 mươi mấy. Còn lâu, còn tới 5-6 tuần nữa mới Tết là. Tới giờ gì? Bà có sắm sửa gì đâu mà Tết cũng như bình bữa thường. Bữa nay lên là 25 tháng 10 là đám giỗ anh hai tao á, bà tao cũng đâu có về đâu. Có người mua kìa. Mua gì con? Bán hai cái mướp. Hai cái mướp này hả? Hai cái mướp lắm 10 ngàn. Hai cái mướp này bán con 15 đồng đó. 15 đồng. Có lá hành thêm không anh? Có lấy hành không? Có. Rất ít. 15 ngàn. 15 đồng. Thôi, 13 đồng có thể. Gửi 30 luôn đó, bo 15 ngàn cái trời ơi, bà già 82 tuổi, trúng mánh được 15 ngàn. Cảm ơn chú anh nha. Cảm ơn chú. 15 ngàn được một ly nước ngọt rồi. Trời ơi. Không, ngày nào trúng mánh là chung với sạc. Ngày nào trúng mánh ngày đó huy hoàng. Rồi con vô người ta mua quá trời luôn nè. Trời ơi, chấn động. Cái này 3 lần. 3 đồng là 30 ngàn đó. 30 sao bán mắc vậy, lấy người ta 20 thôi. Ông mày ơi. Ông mẹ hồi sáng ta trả cho 800 á, mà tao không bán mẹ anh lấy cho rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Cái bộ mày nói giỡn hả? Mày rồi đi. Bán được 2 người rồi, bắt tài trạng bán đông khách mày nha. Nhiều bán được à. 4 đồng cái. Vậy hả? Nè bây giờ mấy cái này nặng lắm chứ bộ con. Cái này chắc 1,5 kg 2 kg à. Nặng hết 3 cái rượu hộ cái nè. Cái này 40 hả? Dỡ nó đi mua cái thằng quỷ để mua. Có 6 trái mày biết nhiêu không? 220. Vậy hả? Ủa sáng giờ bà bán đồ vốn còn nhiêu ra lời đúng không? Là bà nội ra cái lời. Hai thiệt đi. Mày ơi mày đừng có nói bậy bạ cho quýnh lại. Nghe bà bán nước nó vậy đó. Tao quýnh mày ra hoa ra máu giờ á. Trời ơi. Cái gì nữa? Ổ đó. Tao mà bác mà lời vậy là tao sắp vàng rồi á. Ham lắm. Đồ bây giờ mắc như quỷ vậy. Không biết bữa nay dưa leo nhiêu không? 25 ngàn. 25 gì? Nó bán bà 20 rồi, bà bán lại có đồng bạc à. Rồi bà bán lại 21. Bán bà 20, bà bán 25, bà lời 5 ngàn ký. Bán 21. Bán vậy sao lời? Bán 21 á mày. Giờ nó bán mình 20 đó, dưa leo á. Có bộ mình nó dở đâu. Mới 18 đi cái lên à. Má nó mất mấy con mất đỏ lên hết nè. Rồi mất đỏ cũng lên luôn hả? Quá hết mất đỏ có 200 đến nay 300. Trời ơi. Còn mày mà ngủ lại nó mất mày 500. Bán cái bí đỏ bán là nhiều chuyện à. Bí nào lớn nhỏ nè. Bán cái tay được không vậy? Cái nào? Bán ra đi. Cái này 30. 30. 30 là rẻ đó. Rẻ hơn cái cô đó trái nhỏ hơn này.
Bạn bán trái với bạn bán ký. Bán được quá hen, buổi chiều bán được không? Buổi sáng à? Vậy hả? Rớt tiền. Rớt tiền không? Hồi sáng người ta, mua hết 800 mà người ta không mua bán. Hồi sáng bán 800 mà không bán hả? Ừ. Bán 800 mà ngon rồi tự nhiên không bán. Ừ. Mà biết bao nhiêu không? 16 trái. Hồi sáng 16 trái lần 3. Hồi sáng 16 trái mà 800 mà không bán. Thôi 16 trái 800. Mà biết hồi nãy cho bán trái vậy mà biết bao nhiêu không? 45 đồng. Đúng rồi. 16 cái giờ 1 cái bán 30 và 40 đâu ấy đâu. Mà biết có không? Chợ không có bí này. Tự nhiên. Ừ. Có khi có khi không. Trời ơi, xuống chợ Bình Điền thiếu gì bà lo không có. Trời ơi, đây mà xuống chợ Bình Điền mua. Sợ có sai lại đâu. Sai gì? Tao sai nhá, đi mua ngày qua không có một cái trà ham lắm. Ở đây mà có, sợ cái trời. Mắc lắm. Nay trời mưa nè, nó trái cây nó mát. Đâu có trái mưa hàng không mưa vậy, nhà dầm cũng nó không có mưa nữa. Tại giờ làm gì vậy? Tự nhiên ngồi rảnh đi cột vị. Rồi, đâu có làm gì lặn bỏ vô cho dễ. Như vậy. Ô giận thằng đó, ụ mẹ nó bán mắc lắm mày ơi. Để ngày mai con đi chợ Bình Điền con mua cho. Ngày mai con có đi đó. Bán gì à? Con nói với ông bán cam kìa, ông mua giùm cho chục cái. Thôi mắc thấy bà. Cho tiền đâu trả ông. Ông nào mua? Con có quay một nhân vật cái ông đó 68 tuổi mà ông bán cam. Ông hay đi chợ Bình Điền lấy hàng lắm. Còn ở đây là bà nói lại của mấy ông kia hả? Chị lấy lại người ta. Thì ông nào cũng đi mua mối hết á. Chứ không ông nào không đâu. Cái thằng mà bà quại lụm nè, cái thằng đó nó mua ngay gấp mà còn bán mắt à. Vậy hả? Nó mua ngay chỗ này, nó ở đó luôn mà bán mắt. Đừng có nói chuyện ủ mẹ bây giờ thằng. Trời ơi, sao nói nó ủ mẹ quá vậy trời ơi. Thằng nào mà không bán bán lờ con. Vậy rồi bà bán một ký bà lợi nhiêu tiền mà khai thiệt đi. Lờ cái gì? Cái này bán bù qua chứ lợ vậy này chứ trăm mấy giờ ức tức. Vậy hả? Bù qua là những người cho bà thêm tiền đó mới lời hả? Con này nó vậy. Này mà biết nhiêu không? Có 45 ngàn ký bao với nhiêu? Ba mấy giờ bữa nay xuống nè. Xuống hả? Con này mua thì xuống cái ta mua và chắc lấy tới 43. Mày biết vô 500 vô rồi. Cái bịch đó là bình 5 ký, bịch nhiêu ký và bữa nào con mua cho mấy ký? Trời quá. Mấy ký hả chị? 3 ký hả? 3 ký. Trời ơi, có mấy chục ngàn mà làm như tiền tỷ vậy. Thôi. Mày có tiền chứ ai có tiền? Chạo quá. Cái nè, chị mua để hờ cho người ta. Bữa nào cũng mua. Bữa nay còn 2, 4, 6, còn 8 cái bí với 5 cái bí đao à. Cái này ít có ai mua lắm. Hình như cái bí đó người ta mua nhiều đúng không bà? Bí này với bầu. Với mớp, nó gần hà. Cái dưa leo, ta mới mua hết á. Dạ. Ủa, ủng hộ bà hả? Bà không có cho mua. Nó không có mua. Nó quay ra mà nó không mua. Mua chi. Nó ăn mình nó đâu có vợ con gì ra mua. Bữa trồng á trái mà ăn mấy ngày cả tuần chưa hết. Không chịu ăn từng lại. Ô má mày. Trời ơi. Bà nói ủ ẹ hoài nha. Ủa ẹ. Hồi xưa chứ cũng nói tục dữ à. Không dám đâu, tao khỏi có nói gì rồi. Tao xanh bóp lứa rồi tao mới nói đó. Vậy hả? Người ta tưởng tao cầm, không dám cầm. Là hồi xưa hình như là bà có chồng chứ bà sợ chồng bà không dám nói đúng không? Không dám, sau khi tao quánh cái chết mẹ. Trời ơi trời. Mày, tao trời. Không có sợ. Ấy à, không sợ chồng luôn hả? Không dám sợ đâu. Đừng ba mà sợ chồng là hèn lắm. Đừng ba sợ chồng là hèn hả? Đừng nào mình quấy gì nè mình mới trời, sợ. Vậy hả? Mình đi lấy chai làm đĩ mình mới sợ. Còn trong nhà mình lo trong nhà đàng hoàng. Vậy là thằng nào mà nhậu về nói lơ mơ được trong bánh kích mẹ. Vậy là bà kèo trên chồng hả? Chồng trời ơi luôn. Trời ơi. Quá dữ. Đó, mày biết vậy cho đừng nói ủ mẹ không nghe sao. Đừng có mẹ đừng ấm mày sợ vợ là hèn. Hèn nhưng mà sợ vợ một đàng hoàng. Đi mà còn kêu điện thoại.
Trời, kể người ta. Bạn đó là YouTuber á, bạn con á. Cũng quay nữa hả? Đúng rồi. Em này cũng quay luôn hả? Thấy không? Thấy không? Nó cũng quay luôn hả? Thấy không? Thấy không? Cũng quay luôn hả? Nó đi ngang qua thấy con á. Nó ghét chơi. Chuyện mấy ông này cũng quay nữa hả? Trời ơi. Không dám mà nổi. Bà ơi, con mua cho ba một chiếc xe đây được không? Mày đi đi. Ha, nó đâu có ngờ cái mua xe này, xe kia, xe nọ, xe mệt. Không được hả? Mày lo mày đi. Ngày cái mệt. Bây giờ bán cũng gần hết rồi mà tài xế chưa tới. Hay giờ con chở ba giờ nha, con có mũ bảo hiểm kia. 5 giờ mấy mới về đó. Bây giờ trời nắng đâu mà không hạ cái tấm bảng xuống. Thôi hạ chứ. Ông trời này ông mới mưa, giờ nào ông mưa. Ngày qua giờ này nó bắt đầu chuyển giảm cái mưa. Hồi trưa giờ có mưa lần nào chập nào chưa ta? Không, có mưa này. Không có. Hầu chuyển giảm đi bác là mưa hai chập. Dạ. Mưa hai chập luôn. Mà sáng giờ bán được không bà? Bác ít tiền. Mày biết, nè nhỏ cho nó cho mượn xăm đó. Vậy hả? Ừ, nó thương ta mới cho mượn xăm á. Nó nói bà ngoại đừng có tưởng ta mượn xăm lời lắm. Bà mượn con. Tao đâu dám mượn nhiều, mượn triệu à. Mà không tà cho góp mấy 6 ngày rồi đó. Vậy hả? Cứ ngày. Mà sao bà buôn bán mà sao suốt ngày thiếu vậy? Thì vậy chứ sao? Trước hụt sau vậy? Thì vậy. Mình về mình còn ăn uống nữa chứ. Ông năm đô la tặng quà Noel với Tết cho bà ăn sớm nè nha. Ông năm đô la ở Mỹ tặng bà 1 triệu nè. Trời ngon vậy chắc. Trời ơi, hai đồ xanh luôn. Ngon quá ha. Vậy là cảm ơn chú Năm nhiều nha. Trời ơi. Rồi bữa nào chú Năm về nước là bà có chịu gặp không? Ừ. Giới thiệu cho. Thôi nói vậy mà chú Năm cứ nhỏ tuổi đón em đi. Vậy là cảm ơn chú Năm nhiều nha. Đó là quà tặng quà Noel với quà Tết luôn đó. Để dành Noel đi. Rồi không được rủ ông về nào đi ăn Noel chung nha. Năm lần rồi. Ông cho lần thứ mấy rồi? Năm lần. Vậy hả? Mấy lần nhiều nhiều. Thì cho ăn Noel với Tết mà sao không nhiều? Đúng rồi. Cảm ơn chú Năm nhiều nha chú Năm. Cái gì? Ồ, mày ăn đây. Tối nay hủ tiếu gõ hoài. Không dám mà ra đó. Để bà buổi tối bà ăn ngoài hay là bà nấu ăn? Có khi về là có ăn, còn không có thì ngủ. Bà về là ngủ nhiều, chứ không có ăn. Giờ mẹ con mình nó không có lo mình đâu, ăn uống gì. Bà đó, bà lùm mê chai. Sao giờ ông nào cũng vậy ha, uống bia rồi nó bụng lù lù vậy ha, ông nào. Đừng ông mà bụng mà xấu á. Cỡ người ta. Có cái bụng mà xấu nhất, đừng ông mới mình dây lên. Trời ơi, à, mình dây hả? Dạ, cũng như mày vậy, vậy á chứ đừng. Mình dây là bà thích ốm hả? Mập. Ốm xà lim hả? Mập bà là yếu lắm. Bà đi đâu cũng không đi mau, người ta đi mau là té giật mở xa chết. Mày có biết không, giờ ông nào cũng uống bia này chết à. Bia này nó có bỏ buồn què gì đậm á, mày uống là mày bệnh á. Cũng như thằng quỷ này nó có uống gì đâu mà giờ ta để giúp ma cây à. Ai đâu uống gì vậy mà chân. Trời ơi. Trời ơi. Đó, mày bỏ dữ lắm á, vợ bỏ luôn. Con với con vợ bỏ luôn. Bà nói ông ra ông quýnh bà. Quýnh còn lâu cả nói ngay mặt nó luôn, ai sợ gì mày. Người ta có chồng hai đứa con mà nó qua mà anh ấy cho em mượn tiền 15 triệu dân. Còn ông già kia là ông già đằng kia 25 triệu dân luôn. Gái ăn không à, trai ăn.
Vậy hả? Tiền không dám ăn mà cho gái ăn. Đừng âm ngu quá, ngu là vậy à, ham gái. Mà mới có giờ chưa âm ta được ăn đâu. Bây giờ nhỏ chậm cứu chưa rồi. Bỏ hai đứa con. Trời ơi, người ta nói á, người ta nói chết gì gái là cái chết tê tái mà biết không? Mẹ mê lắm, mê gái mà ôm nôn nhắc như mà tay vậy. Nó về bữa nào vậy, nó về nay giống mắm đỏ mà. Nó đi ra chỗ tao luôn mà tao nhắc mày đi vô chừng á. Mày về ra tám tiếng giờ nó nắp mày vô á. Chỗ đó là cái động thiên thai mà. Động thiên thai hả? Ở chỗ tao 3-4 chỗ rồi á. Vậy hả? Trời, bữa nay nó vô trời gần hết trời, nó cho tiền năm chú á. Bữa nay bà chỉ con vô cái động đó đi. Thì mày hiếu gì mà dòm mày biết hả? Đây nè chỗ mà cái bằng dầm dây Mỹ Thủy á. Dạ. Chú bỏ 2-3 căn là gặp à. Rồi mé bên đây nữa nè. Chỗ là mày biết tay bàn ha. Tay bàn cái động đó. Dạ. Ba cái động. Sắp mưa rồi. Trời ơi, chụp mặt trời ra tới mưa tới rồi mày ngồi đó. Mưa rồi kìa. Mưa quá trời mưa nè, chuẩn bị trời đó không trời mưa tới rồi. Chuyển đen rồi nè. Mưa trời đâu mưa về đó. Mẹ cái thằng này nha, mẹ mày chết lưng lắm mày. Ai? Mày con hả? Mày nói mày á, rồi cái mày trước thầy không liền. Thì thấy chết. Tao nói trời ơi, mới đây mà nó nào hả? Mới đây ấy rồi, nó tới liền. Vậy thấy chết, mấy đứa mình nhắc nhắc cái đó. Vậy con chết lưng lắm hả? Nó ngu lắm. Mày biết nó nhiều 52 tuổi rồi, ngu lắm. Trời mưa rồi mày ơi. Mưa rồi già mày. Nắng lên đi mưa rồi mẹ về á. Rồi mưa rồi bà có về không? Không. Giờ nào chú Đức rước rồi mới về. 5 giờ mấy chú Đức mới rước. Đó mày thấy anh uống rượu cũng vui vậy anh. Dạ. Che rộng mà trời, cái chú mà là chở tao nè. Em vợ, rồi em dâu, vô nhà thương hết. Năm nhà thương mà 6 ngày giờ mới tỉnh. Mày thấy ghê không? Đâu có tỉnh đâu, cái tay này gãy nè, mở ra luôn. Còn cái thằng kia đi lên lên nhà thương gì 115 á. Dạ. Anh biết chết chắc mấy thằng mà đụng hai vợ chồng nè. Mà tới nay sao công an im vô không biết giữ hai xe. Anh biết nó mặn đâu không, nó bán nước ở trên cầu Sài Gòn hả? Không phải cầu Thủ Thiêm mới nè. Dạ. Nó bán nước phía đó. Rồi bắt đầu người ta ở trong kẹt ra ở quốc. Hai vợ chồng nhăn răng hổ cái này nữa nè. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định Giáo Yêu ạ. Rồi chào bà ngoại 82 tuổi. Bye luôn, cảm ơn, bye luôn. Vô các cái ghế đỏ giùm bà luôn nè, con ngồi nè. Để ra tao. Quý vị ơi, em có bán thuốc bổ thuyên khớp glucosamine loại 220 viên 850.000 và receipt toàn quốc.